ăn cái ở trong cùng như thế. Không biết cái loại này ăn ăn bên đây ngọt gì. Khô khô. Chuẩn bị ăn thành đạo. Ngon. Quần này. Ngon hả? Cái này ăn cũng ngon lắm. Không, không đỏ mấy nha. Ngon chai. Ôi, nhìn ngoài thật. Cây này còn sóc ăn sắp hết rồi, cây này. Ở đảo ông mùa với ông này đấy. Bùng sóc bắn mà. Xong nó cứ khoét lỗ hoặc loan. Nó cỡ gì rộng. Cái này nhìn nó không lá nó mỏng mỏng. Chỉ nơi ruộng trước nhà mình trồng nó như ruộng nó. Nhưng mà nó nhìn nó không được. Sai bỏ không được. Tưới nó có mở mà nó bị cỡ ẩm đất lắm thôi. Không, nhưng mà quê nhà mọi cả. Nó bị cây. Bị cây, bị trồng. Bây giờ nó gần Mỹ, nó trồng một vườn, nó đánh quanh nhà.